Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Kênh Thầy Liêm sẽ cung cấp các bài giảng toán lý hóa từ lớp 1 tới lớp 12. Các em nhớ đăng ký kênh Thầy Liêm để xem những video clip bài giảng tiếp theo. Trong video clip này thầy hướng dẫn các em toán lớp 3 trang 146 số 100.000 phần luyện tập nha. Giờ ở đây mình có mỗi tờ nè. Mỗi tờ này là trị giá là 10.000 đồng đúng không? Như vậy mình có bao nhiêu tờ nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy 8 tờ, mỗi tờ 10.000 đồng, như vậy 8 tờ sẽ là, tất cả sẽ là 80.000 đúng không nè. Giờ như vậy bên đây cũng vậy, mỗi tờ này sẽ là 10.000. Mình có là bao nhiêu tờ nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tờ đúng không. Mỗi tờ 10.000, như vậy 9 tờ sẽ bao nhiêu ta nghe, bao nhiêu nè. Như vậy là 90.000 đúng không? Như vậy các em sẽ viết đây là 90.000. Giờ như vậy mình sẽ viết ở đây là 90.000. Giờ bên đây mỗi tờ là 10.000. Như vậy bao nhiêu tờ tất cả nè? 1, 2, 3, 4, 5. Bên đây cũng 5 luôn. 5, 5 là 10, tất cả 10 tờ. Mỗi tờ 10.000. Mà 10 tờ, 10.000 nhân cho 10 thì bằng 100.000 đúng không? Như vậy 100.000 thì mình đọc là 100.000 thôi. 100.000 hay là 100.000 đều được ha. Thường trong sách người ta để là 100.000 ha. 100.000. Rồi. Cái phần này cũng dễ đúng không? Mình sẽ qua tiếp phần bài tập luôn nha. Các em hiểu bài hết chưa nha? Mình qua tiếp phần bài tập luôn nha. Giờ mình qua tiếp bài tập số 1 nha. Bài 1 số. Rồi, câu A, người ta cho các số đây gì đây? Đây là số 10.000 đúng không? Đây là 20.000. Như vậy tiếp theo mình thấy là hai cái ô này cách nhau bao nhiêu đơn vị nè. Mình lấy 20.000 trừ cho mình 10.000 là cách nhau 10.000 đúng không? Mỗi cái số này cách nhau 10.000. Như vậy tiếp theo mình sẽ cho nó tăng 10.000 tiếp. 20.000 cộng thêm 10.000 sẽ là 30.000 đúng không? 30.000 cộng thêm 10.000 là bao nhiêu nè? 40.000 đúng không? Giờ cứ việc tăng như vậy. Rồi câu B thì mình thấy mỗi ô này cách nhau bao nhiêu nè? Là 1.000 đúng không? 10.000 qua 11.000. 11.000 qua 12.000, như vậy mỗi ô cách nhau 1.000 đơn vị đúng không? Như vậy mình cứ cho nó tăng tiếp thôi. 12.000 tăng là 13.000, 14.000, 15.000 đúng không? Giờ câu C này thì sao nè? Ở đây là 18.000. Rồi đây là 18.100. Đây là 18.200. Như vậy mỗi ô cách nhau bao nhiêu nè? Mình lấy 18.100 trừ đi 18.000 nhé. Rồi bài số 1 này các em có thể tạm dừng video và làm thử chưa? Bài chơi số 1 ha. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có giống hay không nha. Giờ thầy sẽ làm bài 1A trước nha. Như vậy là 10.000, 20.000. Mỗi số cách nhau 10.000. Như vậy là 10.000, 20.000 sẽ là 30.000, 40.000 đúng không? 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 và cuối cùng là 100.000 đúng không? Giờ bài A này cũng tương đối đơn giản ha. Các em hiểu bài hết chưa nè? Giờ nếu hiểu thì mình qua tiếp bài câu B luôn nha. Giờ câu B 10.000, 11.000, 12.000. 10.000, 11, 12.000. Mỗi ô cách nhau 1.000 đúng không? Như vậy là mình sẽ lấy là tăng tiếp. 12.000 cộng thêm 1.000 là 13.000 đúng không? Như vậy là 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 19.000 và cuối cùng là 20.000 đúng không nè? Câu B này cũng tương đối đơn giản nha. Mình qua tiếp câu C luôn nha. Giờ câu C người ta cho gì nè? 18.000, 18.100, 18.200. Như vậy là mỗi ô cách nhau bao nhiêu nè? 100 đơn vị đúng không? Như vậy tiếp theo sẽ là 18.300, 18.400, 18.500, 18.600, 18.700, 18.800, 18.900 và 19.000. Mỗi ô cách nhau 100 đơn vị đúng không? Số sau mình cứ cộng thêm 100 đơn vị là sẽ ra. Lấy số trước cộng 100 đơn vị sẽ ra số sau nè đúng không? Giờ câu C này cũng tương đối đơn giản đúng không? Mình qua tiếp câu D luôn nha. Giờ câu D của mình 18.235, 18.236 mỗi ô cách nhau bao nhiêu đơn vị nè? Một đơn vị đúng không? Mình lấy số này trừ số này cách nhau một đơn vị. Giờ mình sẽ tăng tiếp một đơn vị đúng không?
18.236 cộng 1 nữa sẽ là 18.237. Bây giờ cộng 1 tiếp là gì ha? 18.237 tiếp theo sẽ là 18.238, 18.239 và cuối cùng là 18.240. À, câu D này cũng đơn giản đúng không? Cái số quầy sau sẽ bằng số quầy trước cộng thêm một đơn vị là gì? Giờ bài số 1 này câu ABCD có em nào làm đúng kết quả giống của thầy? Để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình qua tiếp bài 2 luôn nha. Giờ mình qua tiếp bài 2 nha. Viết số thích hợp vào dưới mỗi gạch, mỗi vạch nha. Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch. Mình thấy là mỗi vạch này là số vạch thứ đầu tiên là 40.000 đúng không? Vạch này là 100.000. Như vậy nếu mình lấy 100.000 mà mình trừ cho 40.000 là bằng 60.000 đúng không? Như là từ đây đây bao nhiêu vạch nè? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy mình lấy 60.000 mình chia cho 6 vạch nha. Như vậy mỗi vạch cách nhau sẽ là 10.000 đơn vị đúng không nè? Rồi như vậy đây là 40.000, đây sẽ là 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 và 100.000. Rồi các em có thể tạm dừng video qua làm thử trước bài 2, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có giống hay không nha. Giờ thầy sẽ làm bài 2 nha. Như vậy là vạch thứ nhất là 40.000, vạch của ở quầy sau này là 100.000. Mình lấy 100.000 trừ 40.000 là bằng 60.000. Bằng 60.000 đúng không nè. Giờ này từ đây tới đây qua bao nhiêu vạch nè? Đây 1 vạch, 2 vạch, 3 vạch, 4 vạch, 5 vạch, 6 vạch. Lấy 60.000 chia cho 6 là bằng 10.000. Như vậy mỗi vạch cách nhau 10.000. Vậy là mình đây là 40.000 thì đây sẽ là 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 và 90.000. Đây là 100.000. Giờ đúng nha. Giờ bài 2 này cũng tương đối đơn giản nè đúng không? Bài 2 này có em nào làm đúng với kết quả của thầy? Để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình qua tiếp bài 3 luôn nha. Giờ mình sẽ làm tiếp bài 3 nha. Số ở đây có bảng là số đã cho. Người ta cho các số nha. 12.534, 43.905, 62.370, 39.999 và 99.999. Người ta yêu cầu mình viết số liền trước và số liền sau của số đó. Các em có nhớ đến số liền trước và số liền sau không nè? Số liền trước có nghĩa là số phía trước số này, có nghĩa là số này trừ một đơn vị sẽ ra số liền trước, và cộng số này cộng thêm một đơn vị sẽ ra số liền sau. Các em nhớ không nè? Rồi bài 3 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước bài 3, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có giống hay không nha. Giờ bây giờ thầy làm bài 3 nha. Rồi số đã cho là 12.534, số này trừ một đơn vị sẽ ra số này đúng không? Như vậy số này sẽ là số liền trước. Như vậy là 12534 trừ 1 là 12535, và số này cộng thêm 1 sẽ ra số này đúng không? 12534, 12.534 cộng thêm 1 chính là 12.535. Giờ đúng không nè? Giờ tương tự ở đây cũng vậy. Người ta cho là 43.905. Nếu số này mình trừ đi 1 thì ra số này, có nghĩa là 43.904. Và nếu số này cộng thêm 1 sẽ ra số này, có nghĩa là 43.905 cộng thêm 1 sẽ là 43.906 đúng không nè. Giờ tiếp theo là 62.370. Số này nếu mình trừ thêm 1, trừ đi 1 thì sẽ ra số này đúng không? 62.370 trừ đi 1 sẽ ra là 62.369. Còn nếu nào có số nào cộng thêm 1 sẽ ra số này đúng không? 62.371. Đúng không nè? Giờ bài này cũng tương đối đơn giản nha. Các em cứ nhớ lấy số này cộng trừ thêm 1 sẽ ra số liền trước nha. 39.999 trừ đi 1 sẽ ra là 39.998. Và số này cộng thêm 1 thì sẽ ra là 40.000 đúng không nè? Giờ mình có số này 99.999 mà trừ đi 1 thì sẽ ra là 99.998, còn nếu số này cộng thêm 1 thì sẽ ra 100.000 đúng không nè? Rồi bài 3 này cũng tương đối đơn giản nè, các em có làm đúng hết không nè? Nếu em nào làm đúng để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình qua tiếp bài 4 luôn nha. Giờ bài 4 này người ta hỏi mình gì nè? Người ta cho gì trước nè? Một sân vận động có 7.000 chỗ ngồi. Sân vận động có 7.000 chỗ ngồi. Sân vận động này hơi nhỏ nha. Đã có 5.000 người đến xem bóng đá.
Hỏi sân vận động đó còn bao nhiêu chỗ chưa ngồi, chỗ chưa có người ngồi nha. Hỏi sân vận động đó còn bao nhiêu chỗ chưa có người ngồi. Bây giờ bài này mình sẽ thực hiện phép tính gì nè. Giờ các em có thể tạm dừng video là làm thử bài số 4, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ như vậy thầy sẽ làm bài 4 nha. Giờ người ta cho gì nè, một sân vận động có 7.000 chỗ ngồi, đã có 5.000 người đến xem bóng đá. Hỏi sân vận động đó còn bao nhiêu chỗ ngồi chưa có người ngồi. Bài này cũng tương đối đơn giản là đúng không? Mình chỉ việc thực hiện phép trừ là xong đúng không? Giờ người ta hỏi là sân vận động có đó còn bao nhiêu chỗ chưa có người ngồi, thì mình trả lời là lời giải của mình sẽ là số chỗ chưa có người ngồi là đúng không nè. Mình sẽ lấy 7.000 trừ 5.000, 7.000 trừ 5.000 thì bằng 2.000 chỗ, như vậy đáp số của mình sẽ là 2.000 chỗ đúng không nè. Bài này cũng tương đối đơn giản nè, có em nào làm đúng với kết quả của thầy hay không nè, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem. Các em nhớ đăng ký kênh thầy Liêm để xem những video clip bài giảng tiếp theo. Hẹn gặp các em vào video clip bài giảng tiếp theo nha. Chào tạm biệt các em, chúc các em học tốt.